Hôm nay 18 tháng 8, cựu thủ tướng Thái Lan Thạc Sìn đã được ân xá và kết thúc bản án tù một năm của mình. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin. Theo ông Tawee, cựu thủ tướng Thái Lan Thạc Xịn được ân xá theo một sắc lệnh của hoàng gia ban hành nhân dịp sinh nhật của nhà vua Rama 10 hôm 28 tháng 7 vừa qua. Theo đó, ông Thạc Xỉn nằm trong số 7.500 tù nhân được hoàng gia ân xá cựu Thủ tướng Thạc trở về Thái Lan vào ngày 22 tháng 8 năm 2023 và ngay lập tức bị tuyên án 8 năm tù giam. Khoảng hơn một tuần sau đó, bản án tù của ông Thạc đã được giảm xuống chỉ còn một năm, theo sắc lệnh ân xá của Hoàng gia Thái Lan. Đến ngày 18 tháng 2 vừa qua, sau khi hoàn thành một phần hai bản án tù, ông Thạc xỉn đã được xét duyệt đủ tiêu chuẩn thực hiện nốt bản án tù theo hình thức là tù treo. Cục cải huấn Thái Lan mới đây cho biết bản án tù treo của ông Thạc Thaksin sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 8 tới, sau đúng một năm ban hành sắc lệnh ân xá. Tuy nhiên với sắc lệnh ân xá lần thứ hai này, cựu thủ tướng Thaksin sẽ được trả tự do ngay vào ngày 18 tháng 8, thay vì phải đợi đến hết tháng 8. Thông tin ông Thaksin kết thúc bản án tù treo được công bố chỉ một ngày sau khi con gái ông, bà Tan được bầu làm thủ tướng thứ 31 của nước này tại Ấn Độ, các bệnh viện và phòng khám ở nhiều nơi đã đình công và từ chối tiếp nhận bệnh nhân chưa trường hợp cấp cứu nhằm phản đối vụ nữ bác sĩ bị cưỡng hiếp và sát hại. Dự kiến sẽ có hơn một triệu bác sĩ tham gia cuộc đình công này, điều này đồng nghĩa với việc các dịch vụ y tế tại quốc gia đông dân nhất thế giới có thể bị tê liệt. Ngàn sóng đình công bắt nguồn từ việc tuần trước, một bác sĩ thực tập 31 tuổi đã bị hãm hiếp và sát hại bên trong trường cao đẳng y khoa RGK ở Kolkata, nơi nữ bác sĩ này làm việc. Theo tuyên bố của Hiệp hội Y khoa Ấn Độ, cuộc đình công bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng ngày hôm qua, 17 tháng 8 và việc đình công đã làm gián đoạn các cuộc phẫu thuật cũng như các buổi tư vấn ngoại trú. Khoa cấp cứu đang hoạt động cho tất cả các bệnh nhân cấp cứu và cấp tính. Các dịch vụ cấp cứu chưa bao giờ bị đình chỉ. Các khoa cao hơn của chúng tôi đang điều hành khoa cấp cứu. Khoảng 50.000 bệnh nhân đến đây mỗi ngày để điều trị tại khoa ngoại trú. Mọi người đến đây từ những nơi xa xôi và đang gặp rất nhiều khó khăn. Không có ai ở đây. Các bác sĩ nói rằng họ sẽ đình công vô thời hạn và chúng tôi không biết khi nào khoa sẽ mở cửa trở lại. Chính phủ Ấn Độ đã kêu gọi các bác sĩ trở lại làm việc vì lợi ích công cộng và hứa sẽ thành lập một ủy ban để đề xuất các biện pháp cải thiện, bảo vệ cho nhân viên y tế. Sau vụ cưỡng bức tập thể ở Delhi năm 2012, chính phủ Ấn Độ đã đưa ra những thay đổi đối với hệ thống tư pháp hình sự. Tuy nhiên, các nhà vận động cho rằng những thay đổi này vẫn chưa đủ để ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ tại quốc gia Nam Á này. Còn tại Bolivia, người dân nước này đã xuống đường ở thủ đô La Paz để bày tỏ sự bất bình trước thực trạng giá lương thực tăng cao, thiếu hụt nhiên liệu và đồng đô la vốn đã tồn tại từ nhiều tháng qua. Đoàn người biểu tình hô vang khẩu hiệu và đập song nồi trên đường phố kêu gọi chính phủ tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng kinh tế của quốc gia nằm trên dây Andes này. Không có gì để ăn, không có việc làm, không có thực phẩm, mọi thứ đều tăng, Nhu cầu cơ bản tăng vọt và tiền lương thì không đủ, đó là lý do tại sao chúng tôi biểu tình. Thiếu nhiên liệu, hàng dài người xếp hàng tại các trạm dịch vụ và các công ty vận tải liên tục khiếu nại, khiến dân chúng ngày càng bất bình. Kể từ năm 2023, các giao dịch bằng đô la ở Bolivia thường bị gián đoạn, gây thiệt hại cho một số lĩnh vực. Các tổ chức ngân hàng địa phương đã áp đặt các hạn chế đối với các giao dịch tài chính được thực hiện bằng đô la, dẫn đến sự xuất hiện của thị trường chợ đen. Hôm qua 17 tháng 8, bão Ernesto đã đổ bộ vào vùng Bermuda, vùng lãnh thổ của Anh trên đại Tây Dương, kèm mưa to và gió lớn, khiến phần lớn vùng này bị mất điện. Công ty điện lực Benco của Bermuda cho biết, bão Ernesto đã khiến gần 26.000 khách hàng rơi vào cảnh mất điện, chiếm hơn 70% số khách hàng của công ty. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhiều cây cối bị đổ, chắn ngang đường, đường dây điện bị đứt, hỏng và các tuyến đường bị ngập, sân bay quốc tế LF Great của Bermuda tiếp tục đóng cửa trong ngày 18 tháng 8. Tuy nhiên, giới chức Bermuda cho biết chưa phát hiện sự cố hoặc thiệt hại lớn đối với người và tài sản do bão Ernesto gây ra. Hiện bão đang di chuyển hướng về miền đông Canada, dự kiến đổ vào tỉnh Newfoundland, miền đông nam của nước này vào tối ngày 19 tháng 8. Liên quan tới dịch đậu mùa khỉ xảy ra tại khu vực châu Phi, hôm qua cơ quan y tế Liên minh châu Phi cho biết tính từ thời đầu năm tới nay đã ghi nhận hơn 18.700 ca nghi mắc đậu mùa khỉ, trong đó có tuần ghi nhận tới 1.200 ca. Đây là số ca nghi mắc hoặc mắc 3 biến thể của virus gây bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có biến thể 1B mới nguy hiểm hơn và dễ lây truyền hơn. Đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ do biến thể này gây ra đã khiến Tổ chức Y tế Thế giới phải ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu, mức cảnh báo cao nhất của cơ quan này vào ngày 14 tháng 8 vừa qua. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, đến nay, châu lục này có hơn 3.100 ca được xác nhận là mắc bệnh và hơn 15.600 ca nghi mắc tại 12 quốc gia thành viên của Liên minh Châu Phi với 541 ca tử vong, Quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi biến thể 1B được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2023. Tất cả 26 tỉnh ở Cộng hòa Dân chủ Congo đều đã phát hiện các ca mắc bệnh. Trong tuần này, các ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên bên ngoài châu Phi cũng đã được phát hiện ở Thụy Điển và Pakistan. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết sẽ sớm công bố các khuyến nghị đầu tiên của Ủy ban khẩn cấp và mới đây đã cùng với các tổ chức phi chính phủ cũng kêu gọi tăng cường sản xuất vaccine để phòng ngừa.